À, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày cuối năm 2020, chuẩn bị đón xuân 2021 rồi. Thì trong video clip ngày hôm nay thì bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám có hoàn thiện xong một cái bộ sản phẩm là cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ hương đá của một khách hàng ở tại Hạ Hòa, Phú Thọ. Thì trước khi bàn giao cho khách hàng thì tôi có quay lại video clip giới thiệu cho mọi người, cũng như là gửi lại cho khách hàng xem trước cái bộ sản phẩm của mình đây. Bộ này thì bao gồm có 3 món, là một chiếc cuốn thư ở giữa và hai bên là hai câu đối, và đường nét độc chạm thì là vô cùng là nét na và tinh xảo ạ. Đây là hình ảnh chiếc cuốn thư đây. Chiếc cuốn thư này có kích thước chiều ngang là dài là 1m97, cao là 87 đó, và được độc chạm theo mẫu là mẫu này là mẫu rồng hóa mai, mẫu rồng hóa mai. Và sản phẩm này chúng tôi làm mà sử dụng là trên nền gỗ hương đá. Đây, gỗ hương đá rất là đẹp quý vị ạ. Màu sắc nó sẽ sáng hơn gỗ vụ một chút, hơi màu hồng hồng, gọi là màu này màu hương đá này. Những cái đường nét họa tiết hoa văn khác thì quý vị thấy đây, bên này là bên cánh này là hoa hồng, hoa chia hồng và chim chỉ này. Và chính giữa của chiếc cuốn thư này thì có ba chữ, là ba chữ Đức Lưu Quang, được chúng tôi đã thiếp vàng rồi quý vị, đã được thiếp vàng vào trên chạm khắc và trên nền gấm. Đây bên dưới thì có ba chữ tiếng Việt, phiên dịch ra là ba chữ tiếng Việt đây. Còn đây là hình tượng là đầu rồng, rồng hóa. Đó, bên trên này cũng có là rồng hóa mai đây, hai bên là hai có chim chỉ đây, quý vị có thể thấy đây trên màn hình đây. Đó, đường nét đục chạm thì là vô cùng là nét na và tinh xảo luôn, rất là đẹp quý vị nhìn đây. Hai bên cuốn thư là một bên là một thanh kiếm và một bên cây bút, là tượng trưng cho cái hình ảnh văn võ song toàn của người quân tử Việt Nam ta ngày xưa, rất là ý nghĩa. Còn hai bên câu đối thì quý vị thấy được là một bên là tổ tông Công Đức Thiên Liên Thịnh, một bên là tử hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, là ý nói là lời dặn dạy của các cụ dành cho con cháu là thờ phụng tổ tiên thì là muôn đời thịnh, như là con cháu ngoan hiền thì sẽ muôn đời vinh. Đó, hàng chữ rất là đẹp, cũng như là quý vị thấy là cái phần câu đối của chúng tôi ấy, là có kích thước là bề ngang là 27 này, dài là 1m97, cũng như cái đường nét đục chạm đây rất là kênh bong và bồng bềnh đây. Từng họa tiết như là cái bông hoa mai này, hay là bên trên này có đầu rồng đây, cũng như là phần gỗ lạt quý vị thấy này, lìa máy rất là chậm cho quý vị xem được. Cái phần gỗ này rất là đẹp, phần gỗ này rất là đẹp, quý vị sẽ xem được cái mặt sau, cái mặt sau của câu đối đây đó. Gỗ cực kỳ là nuột nạc luôn, rất là đẹp. Thì ngoài cái bộ sản phẩm cuốn thư câu đối này thì khách hàng còn đặt anh em là một chiếc một bức này gọi là bức bình phong này, thì bức này là lắp đằng sau sập thờ, sau đó chúng ta sẽ lắp cái phần câu đối lên trên bức bình phong này thì rất là đẹp, không gian thờ chúng ta sẽ rất là đẹp. Ok mọi người, thì vừa rồi em giới thiệu về chi tiết về bộ cuốn thư câu đối này. Còn quý khách nào có nhu cầu thì có liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, và số điện thoại là 0987 51086, website là đồ gỗ Tùng Tám .com. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, và nếu mọi người yêu mến thì hãy bấm like và đăng ký kênh nhé. Xin chào mọi người.